Hello hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình và Mết cơ sớm có một cái cuộc tranh luận rằng Alice phun phép và Alice phun đám và Nakroth phun phép thì vị tướng nào solo sẽ thắng. Và bọn mình có một cuộc tranh luận khá là gay gắt và bọn mình đã ra một cái keo 50 củ môn thôi. Và mình sẽ cầm Alice phun đám và sẽ đánh với gấu đánh với sấm là Nagrod phun phép, thì để xem keo nào thắng và keo của bọn binh giáo keo rằng đánh đến nha chính bể thì lúc đó người đó sẽ thắng cuộc. Ok, các bạn có thể thấy là mình sẽ sử dụng cho Alice trong cái bảng phép này đó là tỷ lệ chỉ màn và tốc đánh tốc chảy. Còn bên kia mình Nagrod bên kia của cũng sấm thì nó cầm bộc phá. Ok, let's go. Đầu tiên mình sẽ lên cho nó là cái kiếm phá nghĩa các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là Alice thì chắc nhiều bạn nghĩ rằng chắc chắn Nagrod sẽ giành thắng cuộc ở trong cái trận đấu này thôi, nhưng bản thân mình rất tự tin rằng Alice sẽ thắng trong cái keo đầu này. Bởi vì ôi ghê mày đập luôn. Ôi đầu game thì mình không bắt cho quả đám đâu. Ok, đầu game chấp nhận mình sẽ thua. Được rồi, cứ chơi đó mà xem. Phá mày đã. Đấy, cái keo đầu 50 củ môn này thì thực sự nó rất là gay gắt đấy. Đấy. Ôi, ghế quá, nó lên level 2 rồi. Nó lên, nó sọc mình nhưng mà coi. Và keo đầu của bọn mình là không được ăn máu nhá. Đấy, mình sẽ lên cho nó lên full đô rồi đây. Tầm khoảng 2-30 đô mình đập rồi. Ui, thầm chưa, bắt đầu thầm chưa. Đấy, hay quá. Và các bạn vớt cái keo này thì ai thắng ạ? Thì mình cũng không biết là ai thắng cả, nhưng mình trừ như vậy thôi. Biết ai thắng rồi thì làm cái gì nữa. Thực sự nó rất là quá rồi. Đập khá là thốn các bạn ấy. Đấy. Thực sự cái keo Nagrod phun đám và Alice phun phép thì chắc chắn Nagrod sẽ thắng rồi. Những cái keo đổi ngược lại thì không biết ai sẽ thắng đây. Đấy, mình có lợi thế một chút về những cái lượng lính đầu tiên mà mình sẽ phá được rồi. Chơi luôn, bật phía. Ôi. Ôi sập rồi, chết rồi, sao máu bị sụt ghế vậy? ôi chết cha rồi. Ôi sao này? Ok, đầu game thì bọn mình chưa thua đâu. Được lắm, hay lắm. Chết rồi, thọt 600 vàng thôi, ra nhanh. Đấy, đầu game thì Nagrod nó có thể là mạnh hơn một chút nhờ về cái cơ bản của một vị tướng. Nhưng chưa biết được đâu, thử lên phép coi sao. Lên đi rồi biết nha. Keo đầu này thì cực kỳ hấp dẫn. Và đấy đâu, mình lên được kiểm phá nghĩa đây. Sợ cái gì. Đâu rồi, tao thẩm nó rồi, bước sắc rồi đây. Ok, mình phá rồi đó. Không ai được ăn máu nhá, nếu ai ăn cục máu thì người đó sẽ thua cuộc luôn. Đấy, let's go. Mình phá rồi đó, chờ một chút là mình lên đô rồi đó. À, hay quá nhờ. Được lắm, mùa ná hay lắm. Đấy, mình phía từ từ thôi, mưa dâm thầm lâu mà các bạn. Đấy, bình tĩnh thôi. Ôi chết, phá này nó nhanh đấy, chết á. Đấy, phá này mình sẽ lên cái sóng đá bảo táp các bạn nhá. Và mình sẽ lên phun chỉ mà, mình sẽ đập nó chết. Cái gì đấy, rồi. Cái bài đấy, ôi xôi. Cái gì đấy. Úi xôi. Lên đây. Ôi xôi, lên, giảm lên. Đấy, ok, chó chạy, đấy. Giờ ấy tưởng như thế nào, mới một build thôi nha. Tí nữa mà lên phun đô thì đúng là đập nó sắp mặt luôn. Đấy, hay quá. Thử chó về nha, tẹt gá luôn. Đường nào giết được mạng thì phải giết cái trù mới thắng cuộc cái trận đấu này. Làm gì đấy, ôi, chào luôn, chạy đâu. Một phát nữa, ôi xôi. Ai nó chạy nhanh quá. Phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Nó có 3 chiêu thức nó chạy chứ mình chả vậy. Có chiêu thức gì bay cả. Thôi, mình đã hơn tiền một chút rồi. Choáng. Đấy, làm gì? Làm, ôi xổ, đau quá. Làm gì? Chơi á. Ôi xổ ơi, nhầm rồi. À, chạy hay quá nhờ. Chạy thích quá. Được lắm, cứ chạy đi. Cứ chạy một thôi, đập cái sắp mặt luôn, khỏi phải chạy luôn. Mình sẽ lên thành kiểu luôn các bạn nha. Tưởng cái gì? Alice xuống đám thì hơi bị mạnh đấy nhá. Giảm tránh luận à. Bởi vì ngay chính bản thân của mình đã từng làm hai vị tướng này lên phun đám và phun phép rồi.
và mình đã biết được những cái vi tưởng đó nó mạnh và yếu như thế nào thôi. Và thằng Sấm đã bị lừa, dám tránh luận à. Đập cái sắp mặt cái game này luôn. Đấy, let's go. Dám tránh luận với mình à. Được, hay lắm. Đấy các bạn ạ, bọn mình đã cãi nhau mất một đêm ấy. Và mình thực sự không biết phải làm như thế nào, phải làm bằng cái keo đầu như thế này để cho nó biết được răng, biết được răng, biết được răng. Chạy nè, hay lắm. Được. Để có chạy đến bao giờ đâu. Chạy đến kiểu gì đâu, phải đứng lại đập nhau mình mà. Mình sẽ không lên tánh các bạn nhá. Chắc chắn lên full nam luôn, chơi đẹp luôn. Chơi một cách đẹp đẽ luôn. Cái gì? Ôi trời, ghê quá. Ôi trời, đau. Ôi trời, chào em luôn nha. Đấy, trời, tưởng như nào. Đấy, hết cánh luận chưa? Chưa. Đấy. Ok, mình sẽ tàng ngay cái trụ này của em nó. Và mình sẽ ăn một cái trụ này. Đấy. Đấy, con nào mạnh hơn? Con nào mạnh hơn? Ok, chấp nhận là Nagrod nó sẽ mạnh hơn từ cái giai đoạn level 4 đủ về. Thì con Analyst nó không có đô. Nếu mà nói solo không có đô ấy, ok, chấp nhận Nagrod sẽ ăn. Nhưng các bạn phải hiểu rằng chắc chắn khi nào một vị tướng mà thuần phép hoặc một vị tướng thuần sát thủ mà nó lên đô trái lại, chắc chắn một cái vị, chắc chắn đô đám nó sẽ mạnh hơn đô phép thôi. Bởi vì các bạn hay quá nha. Chạy đâu. Ôi xổi. Các bạn phải hiểu rằng khi các bạn lên sát thương đám ấy thì cái đòn đánh tay các bạn rất mạnh. Nhưng cái điều ngược lại là khi các bạn lên phép thì phải đòi hỏi những cái chiêu thức của các bạn phải có phép mới mạnh. Còn những cái, bởi vì lên phép là phụ thuộc vào các đòn đánh chiêu thức chứ không phải đòn đánh thương. Còn mình lên đám thì mình lên cứ đập cháy ra đấy. Để các bạn có thể thấy nó vừa ra một cái lại phải về. Chấp luôn, đấy không có phải về. Đấy, các bạn có thể thấy bất kể một vị tướng pháp sư nào mà lên đám chắc chắn sẽ solo những vị tướng thuần sát thủ lên phép các bạn nhá. Không chừng Nagrod và tất cả những cái vị tướng nào trừ Zephyr hoặc trừ các vị tướng mà có những cái sát thương phép nhá. Đấy, ok, đến đấy thì các bạn có thể biết được là ai thẳng thôi, mình cũng cần phải nói được. Và thằng Sấm thì nó chỉ công việc của nó rất đơn giản thôi, chạy ra bị đập sấp mặt chạy về. Đấy, từ từ đấy, bây giờ đập nha, tặng luôn cái ván. Ôi xài, hết quả rồi. Đấy, cái từ cố gắng ăn hành cho lâu nhá. Đấy, cái tánh luật minh na nổi thôi. Đấy thì các bạn có thể thấy được rằng là Alice lên full đám thì nó đập rất là thốn. Đấy, đập một cái gì đây, làm gì? Ôi xổi, tưởng như nào, chạy hay lắm, được lắm, chạy hay lắm, có hút vào mà. Đấy, đây, tỏa một cái là em chết này. Ôi, em chết rồi kìa. Em, ôi, ai, nó chạy như thế phải chấp nhận thôi các bạn ạ. Nagrod nó bấy ngày như con chim trên chiền đấy. Đấy, mình sẽ ép tiệt đề vào, có thể là phá nhà thẳng luôn này. Phá nhà thẳng luôn, phá này này. À, ra sớm thế. Cái gì đấy, bấy này. Đập chú gầy cảnh luôn, bấy này. Đập ba đập là phải chạy về nhà mà các bạn. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, cho nên là cái keo đầu này thì tất cả các bạn đều biết được rằng là chắc chắn một vị, bất kể một vị pháp sư hoặc một vị trợ thủ nào thuần phép mà lên sát thương vật lý sẽ chiến thắng lại bất kể những cái vị tướng nào thuần sát thương các bạn nhé. Các bạn nên nhớ là thuần sát thương như vị tướng Nagrod mà lên phun phép thì chắc chắn sẽ không solo lại những cái vị tướng thuần phép lên sát thương nha. Đấy, nếu các bạn không tin thì các bạn có thể vào thử nghiệm chẳng hạn như là một vị tướng Violet chẳng hạn, hoặc là một vị tướng sơ lím chẳng hạn mà lên phun phép chẳng hạn, thì sẽ không bao giờ ăn được cái con Alice này đâu. Bất kể hoặc là cái hưu hoặc là một cái vị tướng thậm chí là lau réo luôn đấy, lau réo lý réo đấy. Đấy, các bạn có thể, đây là cái keo thực tế. Và các bạn biết rằng thằng Sấm chắc chắn sẽ bị thua cái trận đầu này và nó sẽ bị mất 50 cù môm rồi. Đấy, làm gì đấy các bạn ạ. Nhiệm vụ của bấy ra để bấy về đấy, chả là được gì cả, đám đâu. Đấy, nó chỉ lao đá chè được một cái thôi. Đấy, chết luôn đây, chạy đâu? Trời ơi, nó chạy nhanh thế. Nó chạy nhanh, ok, mình sẽ phá thẳng nha cái ván này luôn. Ôi trời ơi, nó ra thù nhanh thế. Cái gì đấy? Hách máu à, mà sao lại hôi máu nhanh về. Ôi, bây giờ nó chém đau, hơi bị đau đấy. Nó đô nó phun phép, bây giờ chém hơi bị đau đấy. Đấy, chết này, hay quá. Ok, kết thúc game này ở đây luôn nha. Ôi, thế này thì không kết thúc rồi. Ôi, không win được rồi kìa. Rồi ơi, không win được kìa, tiếc đây. Đấy, các bạn có thể thấy là chắc chắn 100% là mình sẽ thắng trận đấu này. Nó mà thắng trận đấu này thì mình thề luôn đấy. Mất gì mình cũng mất.
Đấy, mình sẽ về một chút. Đấy, phải về một chút các bạn. Không được khinh thương đối thủ, mình sẽ phun máu mình mới chơi được. À, biểu đồ cuối của mình thì mình sẽ chọn đó là cái gươm sấm sét. À, cung tâm ma. Mình sẽ chơi cho nó là cung tâm ma luôn các bạn nhá. Để mình có thể được búp. Làm gì đấy? Phải có tối nào chạy bất đầy trù quá. Đấy các bạn ạ, Nagadot lên phép thì nó chỉ được có chiêu 2 thôi. Ui, hơi bị đau đấy. Hơi bị đau rồi đấy. Lướt lên mấy chém, kẻ mới đập. Đấy. Kẻ mới sấp mặt luôn này. Làm gì, làm gì, làm sao? Làm sao? Ôi trời ơi, quả mất toàn trúng một cái thì đúng là đời em đi cô liều luôn đấy. Làm gì? Ôi trời, chào em luôn. Chết vai, nó chém đau quá. Đấy các bạn ạ, Nagadot nó lên phút phép rồi, kẻ cũng đau phép đấy. Đấy, bây giờ phải đòi hỏi kỹ năng thôi. Cái đấm đầu cho nó nhảy vào vậy đó. Mình phải nhìn chiếu của nó. Đấy là, đấy chết luôn, chết luôn. Trời ơi, thế đây thì kết thúc đều đâu. Ok, mình khẳng con nhà ba đình thì 1 tỷ vẫn 100 vạn nghìn tỷ triệu 105.500 năm mình sẽ thắng cái trận đấu này thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Và tất cả các bạn ơi, mà yêu. Bye bye.